À, xem ngày tốt khai trương mở hàng đầu năm tháng 1 âm lịch năm 2024 được lộc trời cho buôn may bán đắt thu tiền mỏi tay Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông à, quý vị thân mến sau một thời gian nghỉ lễ thì mọi người lại quan tâm đến cái việc là mở hàng buôn bán làm ăn cái việc quay trở lại cái công việc thường ngày và trong cái thời điểm đầu năm này là một cái thời điểm cực kỳ tốt để cho quý vị tiến hành công việc mở hàng khai trương Đấy, nó sẽ mang lại cái vượng khí cho cả năm đó. À, như quý vị đã biết ấy, trong cái chuyện buôn bán làm ăn thì cái việc chọn ngày khai trương cho ngày mở hàng đặc biệt quan trọng đặc biệt là những ngày khai trương đầu năm nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái vận may của cả một năm đó nếu chọn được những ngày lành tháng tốt thì cả năm sẽ làm ăn suôn sẻ tiền vàng cứ kéo về mầm đó à, công việc thì thuận lợi và gặp nhiều cái may mắn vì thời khắc khai trương được Vượng cát hay là hung hoạ thì nói chung lại phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố chọn ngày ngày giờ này ngược lại nếu mà quý vị phạm phải những cái giờ đại kỵ thì nó sẽ khiến cho công việc chắc trở đúng không ạ buôn bán thì ế ẩm đúng không? nói chung là trở ngại chắc trở đủ đường vậy thì để có một năm buôn may bán đắt vạn sự anh thông xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của tử thông về những ngày tốt lành nhất để chúng ta tiến hành công việc khai trương mở hàng trong cái tháng riêng năm 2024 à năm giáp thìn Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. À, thưa quý vị, và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương mở hàng trong những ngày đầu năm để mọi việc được hanh thông và thuận lợi. À, quý vị đã biết, ấy, cái việc chọn ra ngày tốt để khai trương mở hàng đầu năm là cái việc vô cùng quan trọng mà hầu hết mọi người đều coi đây là một cái ngày mà chúng ta nên là nên làm, bởi vì sau cái dịp lễ nghỉ Tết ấy, thì tất cả mọi người đều đóng cửa đúng không ạ? Viết bình thường các tháng khác thì có mở thêm quán này quán kia, nhưng mà trong các dịp lễ Tết ấy, thì các quán cũ cũng đã đóng cửa và chọn ra, cũng muốn là gì? Muốn là tìm ra được một ngày đẹp trong tháng để chúng ta tiến hành công việc mở lại cái cửa hàng đó, cũng như là gì? Khai trương mở thêm những cái cửa hàng mới để tiến hành công việc chiến lược thuận lợi hanh thông, buôn may bán đắt, thu tiền mỏi tay. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương mở cửa hàng trong cái tháng riêng, tháng riêng, tháng 1 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. À, chúng ta biết ý, cái tháng riêng nó khởi từ ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch. À, tháng này có ngày mùng 1 là ngày giáp thìn đúng không? và tháng 1 nó là tháng bính dần nó là tháng thiếu chỉ có 29 ngày nhé chỉ có 29 ngày và để lựa chọn ra ngày tốt để tiến hành công việc khai trương ấy, khai trương hay là mở cửa hàng ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách ngày tốt tuần thư Đó. thì quý vị có thể mở cái trang mở trang 183 183 thì chúng ta sẽ có các tiêu chí đúng không? chọn ra ngày tốt để tiến hành công việc khai trương nhé quý vị nhớ nhé trang 183 Đúng không? Chúng ta sẽ có 35 tiêu chí 35 tiêu chí để chọn ra ngày tốt Tiến hành công việc khai trương à, Vậy nên là gì? Đây là những cái tổng hợp rất là chi tiết Đã được sử dụng theo bảng, theo từng tháng một Thì quý vị có thể sử dụng cái tài liệu ngày tốt tuần thư này Để chọn ra cho mình những ngày tốt Để chúng ta tiến hành công việc khai trương Trong một tháng riêng nhé Cho được thanh thông và may mắn à, Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 đúng không? 34 9119 để gì? Thỉnh cái quyển sách ngày tốt tuần thư nhé đây là số Zalo luôn nhé, số Zalo, số Zalo, số điện thoại thì quý vị cũng có thể là add Zalo hoặc là gọi trực tiếp số này để thỉnh cho mình một cuốn sách ngày tốt tuần thư giúp mọi việc được hanh thông thuận lợi, may mắn và bình an. Và quý vị cũng có thể liên, liên hệ trực tiếp với số điện thoại này để tư vấn cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là khai trương ấy. hoàn toàn miễn phí nhé, hoàn toàn miễn phí. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào tìm ra những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương, mở cửa hàng, mở lại cái cửa hàng làm ăn, kinh doanh mua bán cho được gì, buôn may bán đắt, đấy thu tiền mỏi tay. Ừ, việc đầu tiên để chọn ra ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Và những cái sao xấu nó ảnh hưởng không tốt đến cái chuyện khai trương ấy. Đấy thì nó là những ngày sau này. Đầu tiên là ngày sát chủ, thì nó là ngày tí và ngày tỵ đúng không ạ? Ngày tỵ là sát chủ âm, ngày tí là sát chủ dương. Thì hai ngày này chúng ta không dùng. Ngày tí chúng ta có hai ngày mùng 9 là nhâm tí này và ngày 21 là ngày giáp tí. Và ngày tị chúng ta có 3 ngày, mùng 2 ất tị, 14 đinh tị và ngày 26 là ngày kỷ tị. Đó là 3, 3 ngày số đầu tiên, 4 ngày số đầu tiên. Tiếp theo, ngày số thứ hai mà chúng ta cũng cần phải loại bỏ. Đó, đó là ngày thụ tử. Ngày thụ tử trong tháng riêng thì nó sẽ là ngày tuất. Nó bao gồm có 2 ngày mùng 7 canh tuất và ngày 19 là ngày nhâm tuất. Tiếp đến ngày số thứ ba mà chúng ta cần phải loại bỏ trong việc khai trương đó là ngày tam nương. Đấy, ngày tam nương là ngày nó là ngày mà gây ra sự đổ vỡ, sự tan vỡ, vậy nên chúng ta cũng sẽ không làm. Nó bao gồm ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì ngày mùng 3 nó là ngày Bính Ngọ. Ngày mùng 7 nó là ngày Canh Dần. Ngày 13 thì nó là ngày Bính Thìn đúng không ạ? Ngày 18 Ngày 18 thì nó là ngày Nó là ngày Tân Dậu. Ngày 22 là ngày Ất Ất Sửu và ngày 27 nó là ngày Canh Ngọ. Một ngày nữa mà chúng ta cũng cần phải loại bỏ đó là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ bao gồm ba ngày là mùng 5 này, là ngày Mậu Thân này. Ngày 14 thì nó rơi vào ngày đinh tị này và ngày 23 ngày 23 nó là ngày bính dần tiếp đến một ngày nữa mà chúng ta cũng cần phải xem xét trong cái trong cái chuyện chọn ra ngày khai trương mở hàng ấy thì chúng ta kỵ ngày nguyệt phá nhé người nguyệt phá nó là ngày thân ngày thân thì chúng ta không dùng tiếp đến một ngày nữa mà chúng ta cần lại bỏ đó là ngày dương công kỵ dương công kỵ nó là ngày 13 thì nó trùng với ngày gì chùm ngày ngày tam nương tiếp theo ngày thứ bảy mà chúng ta cần phải xét đó là ngày trực bình đó là ngày tỵ thì nó trùng ngày sát chủ rồi chúng ta không dùng tiếp đến là đến ngày ngày trực thâu đó là ngày hợi thì quý vị xem xét nhá trực thâu à, ngày trực bế thì nó là ngày Sửu, ngày Sửu trực bế một ngày nữa một quý vị cần xem xét là ngày kiếp sát ngày tai sát và ngày nguyệt sát thì ngày hợi phạm vào kiếp sát này ngày tí là tai sát và ngày sửu là nguyệt sát Đấy, thì quý vị lưu ý nhé ba cái này nó cũng chỉ là tiểu hung tinh thôi nhưng mà nó cũng sẽ không tốt cho việc khai trương ấy tiếp đến là chúng ta chọn đến ngày thứ 13 ba chúng ta lại bỏ ra ngày nguyệt hình nguyệt hình thì nó là ngày tị luôn nhé ngày tị luôn Ngày thứ 14 là ngày nguyệt hại thì nó cũng là ngày tị. Như vậy ngày tị là rất xấu, không được tiến hành công việc khai trương nhé quý vị nhớ đấy. Tiếp đến ngày 15 là ngày nguyệt yếm, ngày nguyệt yếm là ngày tuất. ngày tuất thì nó chung ngày tự tử rồi, ta không xét nữa. Ngày thứ 16 là ngày thiên sứ là ngày dậu. Ngày dậu có thiên sứ. Tiếp đến ngày đại thời nó là ngày sửu. Ngày đại thời là ngày sửu đúng không? Ngày sửu là có đại thời. Ngày thứ 18 là ngày đại hao Đại hao là ngày ngọ nhé Đại hao à, Ngày thứ 10, 10, 19 Tiểu hao thì nó là ngày tị Nhưng mà ngày tị quý vị cũng nên xem xét Và ngày tứ hao Ngày tứ hao, ngày thứ 20 Nó là ngày nhâm tý, là ngày mùng 9 này Quý vị cũng không nên làm nhé à, Tiếp đến, nó là ngày tứ hao này Đến ngày tứ phế Ngày tứ phế Thì nó là ngày ất hợi Ngày Ất Hợi thì trong tháng này không có nhé Tiếp theo ngày thứ hai là ngày thứ cùng Nó cũng là ngày Ất Hợi lại không có Ngày thứ hai ba là ngày ngũ mộ Nó là ngày Ất Mùi Thì trong tháng này cũng không có Và cuối cùng ngày cửu không là ngày Thìn đúng không? Ngày Thìn có cửu không Vậy nên quý vị phải xem xét thật kỹ nhá. Đó đó là những cái ngày xấu mà chúng ta cần phải tránh để cho công việc khai trương mà hàng nó thuận lợi và may mắn. Và sau khi đã loại bỏ tất cả những ngày xấu rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyển sách ngày tốt tuần thư để chúng ta chọn ra những tiêu chí để chọn ra được một ngày tốt, ngày lành tháng tốt để chúng ta tiến hành công việc là khai trương nhé, khai trương đầu năm nhé. Cái việc nó rất quan trọng đấy, nó sẽ mang lại cái may mắn cắt lành. Thì để chọn ra các ngày tốt khai trương chúng ta có các sao như sau này. Có sao thiên nguyện này, dân nhật này, trực mãn, trực thành, trực khai, ngày ngũ phú, ngày đại hồng sa, ngày thiên đức, ngày nguyệt đức, đó, và thiên Đức hợp người Đức hợp đó đó là những cái sao tốt cho việc là chọn ra ngày tốt tiến hành công việc khai trương thì quý vị cũng có thể là gì mở trang 183 nhé, trang 183 để quý vị tham khảo cái tiêu chí chọn ngày tốt à, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại một một 9119 nhé để thỉnh quyển sách ngày tốt tuần thư tự xem ngày tốt cho mình mà không phải nhờ bất kỳ thầy nào đó bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm ra những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương nhé À, thì đầu tiên ấy, cái sao tốt đầu tiên mà chúng ta chọn cho việc khai trương đó là cái sao thiên nguyện thiên nguyện nó là ngày ất hợi thì trong tháng này không có tiếp theo nó là ngày dân nhật dân nhật nó là ngày ngọ đúng không ạ ngày ngọ chúng ta còn mỗi ngày mộ ngọ ngày ngọ chúng ta còn mỗi ngày mộ ngọ là ngày 15 nhưng nó vướng vào đại hao nhé chúng ta xem còn các các tinh nào không tiếp đến là chúng ta chọn cái ngày trực mãn trực mãn là ngày thìn Ngày thìn chúng ta còn ngày mùng 1 này và ngày 25. Như vậy là gì? Nếu như lại có kiểu không nhé thì quý vị cũng cần phải xem xét đã. Tiếp theo chúng ta chọn đến ngày trực thành đó là ngày tuất thì phạm một thủ tử này. Thì không dùng này. Ngày trực khai nó là ngày tí thì nó phạm một ngày sát chủ. Với lại ngày gì? Ngày sát chủ nhá Với lại ngày, ngày gọi là kiếp tai sát. Đấy thì quý vị cũng cần phải xem xét. Tiếp đến là ngày gì? Ngày ngũ phú. Ngày ngũ phú là ngày hợi. Như vậy ngày hợi có ngũ phú này Ngũ phú là một cái sập tốt đấy Nó mang lại phú quý tài lộc cho 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 gia chủ Vậy nên quý vị cũng cần xem xét ngày này nhé à, Tiếp theo chúng ta chọn ngày đại hồng sa Là ngày tí và ngày xỉu Ngày tí và ngày xỉu đúng không? là ngày đại hồng sa Có đại hồng sa Đó Tiếp theo Chúng ta chọn ngày thiên đức Thiên đức là nó là những ngày đinh Ngày đinh ấy, thì chúng ta có ngày 24 là ngày đinh mão này Ngày 14 là ngày đinh tị và ngày mùng 4 là ngày đinh mùi. Như vậy chúng ta có ngày mùng 4 này là ngày tốt khai trương đầu tiên này, là ngày đinh mùi. Thứ hai là ngày 24 là ngày đinh mão. Đó, đó là hai ngày tốt đầu tiên. Tiếp đến chúng ta chọn đến ngày thiên nước hợp là những ngày nhâm. Ngày nhâm thì chúng ta xét xem ngày mùng 9 nhâm tí này, 19 nhâm tuất, và ngày 29 là ngày nhân thân thì những cái này không không ai chưa được tiếp theo chúng ta chọn những ngày có Nguyệt Đức nó là ngày Bính ngày Bính ấy, thì chúng ta sẽ có những ngày nào ngày Bính chúng ta ngày mùng 3 Bính Ngọ này 13 là Bính Thìn và ngày 23 là Bính Dần Ở những ngày này đều là những ngày xấu nhé chúng ta không dùng được nhé tiếp theo chúng ta chọn những Nguyệt Đức hợp nó là những ngày Tân ngày Tân thì chúng ta sẽ có những ngày sau này chúng ta có ngày mùng 8 18 là ngày Tân Dậu này, ngày mùng 8 là ngày Tân Hợi và ngày 28 là ngày Tân Tân Mùi. Như vậy có cái ngày 28 nhé, 28 là Tân Mùi. Tân Mùi đó. Và ngày mùng 8, ngày mùng 8 Tân Tân Hợi thì nó cũng vừa có là ngày ngũ phú này, vừa có người đức hợp nên đây cũng là một ngày tốt nhé. Quý vị có thể chọn ngày mùng 8 là ngày Tân Hợi. Đó, ngày mùng 8 là ngày Tân Hợi. Thì cũng sẽ được may mắn hành thông. Thì ngoài ra quý vị có thể chọn ngày 20 nhé 20 là quý hợi Đấy, Nó cũng có ngũ phú Đấy, Nó có ngũ phú Vậy nên là chúng ta cũng chọn được ngày này đó Đấy, Thì ngoài ra quý vị cũng có thể lựa chọn thêm những ngày khác Nó cũng được cắt lành vào may mắn Đúng không? Như là gì Quý vị có thể chọn ngày 16 là ngày kỷ mùi này Để tiến hành công việc khai trương này Thứ hai là gì Ngày 12 là ngày ất mão Và ngày ngày 11 là ngày giáp dần đó thì đó là những cái ngày cắt lành đó cắt lành nhất để quý vị lựa chọn nhé như vậy là chúng ta sẽ có thêm một, có ba ngày nữa đó là ngày 11 này là ngày giáp dần ngày 12 là ngày ất mão và ngày 16 là ngày kỷ mùi Đó. Thì đây là 8 cái ngày tốt nhé Như vậy chúng ta có 8 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương Mở cửa hàng đầu năm Đấy Để được gì hanh thông thuận lợi thu tiền mỏi tay Thì quý vị có thể chép lại chụp lại những cái ngày tốt này Chép lại chụp lại những ngày tốt này Để chúng ta tiến hành mọi việc cho được thuận lợi may mắn và anh thông nhé Và chúng ta có thể chủ động hơn trong việc chọn ra ngày tốt Chủ động hơn trong công việc Để chúng ta còn có thời gian làm việc khác nữa đúng không ạ và những ngày tốt trong cái tháng riêng để chúng ta tiến hành công việc khai trương bao gồm ngày sau Chúng ta đầu tiên là ngày mùng 4 là ngày đinh mùi này, ngày 24 là ngày đinh mão, ngày 28 là ngày tân mùi, ngày mùng 8 là ngày tân hợi, ngày 20 là ngày quý hợi đúng không ạ? Ngày 11 là ngày giáp dần, ngày 12 là ngày ất mão, ngày 16 là ngày kỷ mùi. Thì đó là 8 cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương nhé. À, quý vị có thể chép lại, chụp lại, chép lại hoặc là chụp lại, chụp lại những ngày tốt này để cho gì chúng ta tiến hành mọi việc được thuận lợi, may mắn và bình an. Đó. À, bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể sử dụng cái quyển sách ngày tốt tuần thư quý vị mở trang 127 trăm hai mươi để cho quý vị nhé chọn ra cho mình những khung giờ tốt nhất nhé những khung giờ tốt nhất à, do thời lượng chương trình nó có hạn với đây là tôi cũng sẽ xin phép là chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái chọn ngày tốt giờ tốt khai trương ở những video sau nhé đó, đó. thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư để chủ động hơn trong việc chọn ra ngày tốt à, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại này không chín tám chín ba bốn chín một một chín để thỉnh quyển sách ngày tốt tuần thư mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. À thưa quý vị, như vậy là tử thông đã vừa sử dụng cái quyển sách ngày tốt tuần thư để tìm ra cho quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương trong cái tháng trong tháng riêng tháng bây giờ năm 2024 à năm giáp thìn. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn